Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Trăm Năm Không Hợp của tác giả Bắc Nam, tập 2. Hoắc Học Xuyên và Phương Chi Cẩn tập luyện xong cũng đã hơn 8 giờ. Hai người bụng đói meo, sau khi rời khỏi công ty thì liền đi tìm chỗ nào để ăn. Bọn họ một người đội mũ, một người đeo khẩu trang, thêm cả trời tối, cho nên đi dạo phố cũng không kiêng nể gì. Vấn đề ở đây là bọn họ là ca sĩ tép riêu tuyến 38, xác suất bị nhận ra là vô cùng nhỏ. Anh muốn ăn cái gì? Phương Chỉ Cần hát tới độ cổ họng cũng khàn đặc, bây giờ còn bịt khẩu trang nên giọng càng trầm ổn hơn. Em muốn ăn thịt, một phần gia đình cũng không thành vấn đề. Thôi dẹp đi. Hoắc Học Xuyên đi ở phía trước nhìn ngó các hàng quán bên đường. Cổ họng đã như thế mà còn đòi ăn đồ chiên rán, ăn phận ăn bát mì thanh đạm là được rồi. Đi đi, đừng dừng cũng hết nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng hai người chọn một quán mì, chỗ ngồi sát tường cũng rất yên tĩnh. Gọi món xong hai người đều không bắt chuyện, ai không biết còn tưởng bọn họ là người dưng ngồi chung bàn. Món Phương Chỉ Cần gọi là một bát mì sợi, phi muối thêm hai món ăn kèm, còn có một phần sườn lợn chiên giòn. Hoắc Học Xuyên cũng gọi một phần mì sợi vị tương và rau trộn, còn có một ly hồng trà. Đợi người phục vụ bưng đồ ăn lên, Hoắc Học Xuyên cũng liền cầm đũa gắp sườn lợn của Phương Chỉ Cần. Phương Chỉ Cần đầu nào ngờ được, nhất thời không phản ứng kịp nói: anh muốn ăn thì tự gọi đi chứ, cướp của em có hay ho gì không? Sao lại không hay ho? Tôi hướng dẫn cậu mấy tiếng đồng hồ không thu phí rồi đó. Hoắc Học Xuyên cũng cắn một miếng thật to, trong lúc nhấm thì nuốt xuống còn có thể thấy tiếng da giòn rụm. Phát hiện Phương Chỉ Cần nhíu mày nhìn: tôi đã nói với cậu là không được ăn đồ chiên rồi mà, đừng có nói mát tôi mà không nghe lời. Nói mát thì cũng là anh nói thôi. Phương Chỉ Cần cúi đầu ăn mì, sau đó tiện tay gắp thịt gà trong bát của Hoắc Học Xuyên. Gắp xong thì còn liếc trộm anh. Hoắc Học Xuyên đang xem điện thoại không thấy trò lén lút của cậu. Bọn họ ăn xong là về ký túc xá đã gần 11 giờ. Trong ký túc xá chỉ có Tạ Kinh Niên đang ngủ say, ba người kia vẫn chưa về. Ai về phòng người đấy? Tiếng động của Hoắc Học Xuyên làm cho Tạ Kinh Niên tỉnh giấc. Tạ Kinh Niên cũng mơ mơ màng màng chửi thêm một câu: không phải tối đi tập hát hả? Ngủ ngon thế. Tạ Kinh Niên kéo chăn nói: tập gì mà tập, không cần hát nữa rồi. Chương trình vốn đã định là Tạ Kinh Niên hát ca khúc ở cuối phim, nhưng sau đó hắn nhận được thông báo phân đoạn này đổi thành nữ chính hát ca khúc chủ đề. Dù sao thì ca khúc chủ đề cũng có cả nữ chính hát thì càng dễ chuyển phim hơn. Hắn ở trong ký túc xá bực bội một hồi, dứt khoát không tập nữa. Sau khi tắt đèn đi ngủ cũng không ai quan tâm ba người kia đi đâu. Ai ngờ tới nửa đêm trong phòng khách có tiếng ồn ào cứ như là đánh giặc vậy. Sau đó là tiếng rằn rầy của người đại diện vang lên hùng hổ, đánh thức ba người đang ngủ. Lúc Phương Chỉ Cần đi ra khỏi phòng ngủ thì mặt mày mơ màng, vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu nhìn thấy Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên dùng ánh mắt cầu cứu. Tạ Kinh Niên thầm nói: anh biết chuyện gì đâu, ngủ một giấc mà bị đánh thức hai lần, đắc tội phải ai đây trời. Hoắc Học Xuyên cởi trần hơi lạnh, ôm cánh tay đứng phía trước. Trên sofa là Y Lơ, Nguyên Viễn và Biên Mai Tuyết vừa về, mùi rượu vẫn còn nồng nặc, mặt cũng đỏ lừ. Anh đầu ngồi trên bàn trà nhìn về phía ba tên trời đánh, xem ra là muốn mắng cho một trận tơi bời. Hai đứa về phòng đi, tiểu Hoắc ở lại. Tạ Kinh Niên được lệnh liền mau chóng trốn đi. Phương Chỉ Cần ngược lại vẫn loanh quanh một lúc, nhưng sau khi phản ứng lại thì cũng mau chóng hành động. Kết quả còn chưa đi tới cửa phòng ngủ thì đã nghe thấy một tiếng quát. Anh đầu mắng Hoắc Học Xuyên: cậu làm trưởng nhóm kiểu gì vậy hả? Ba thành viên đều không về nhà mà cậu ngủ ngon quá ha. Phương Chỉ Cần mở cửa bước vào, rồi từ từ lên giường. Cậu nghe tiếng mắng chửi ngoài phòng khách thì có hơi chột dạ. Anh đầu răn rảy ba người ngồi trên sofa một hồi, Hoắc Học Xuyên vẫn đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng bị mắng một câu. Sau đó trời sắp sáng rồi, anh đầu mắng chửi cũng mệt rồi nói: 9 giờ tới công ty tập luyện, thầy hướng dẫn sẽ kiểm tra không qua thì tiếp tục tập luyện. Anh ta nói xong, ba người kia cuối cùng cũng được phóng thích. Ai đi tắm thì đi tắm, ai ngủ bù thì cũng ngủ bù, tẩu thoát khỏi chiến trường trong vòng 2 giây.
Hoắc Hạo Xuyên lạnh tới nỗi cơ bắp rết cóng, xoay người cũng định về phòng nhưng lại bị gọi lại. Anh Đào nói: "Chỉ quan tâm tới bản thân thì không làm trưởng nhóm được đâu." Anh Đào: "Thật ra anh nói oan cho anh ấy rồi." Phương chỉ cần dậy rồi thì vào phòng vệ sinh, hoảng sợ khi thấy hội phê bình vẫn chưa kết thúc, càng sợ hơn là kẻ phạm tội đã về phòng ngủ rồi mà Hoắc Hạo Xuyên vẫn chưa được tha. Cậu đi tới bên cạnh Hoắc Hạo Xuyên, nhìn anh Đào nói: "Chiều qua hai đứa em ở công ty tập hát, anh ấy dạy em tới tận tối. Tụi em ăn xong đi về thì đã hơn 2 giờ rồi, đèn còn không mở đã lặng lẽ đi ngủ, không ai phát hiện là thiếu người." "Tụi em đều mệt lạ, em với Mai Tuyết một phòng còn không phát hiện ra, anh ấy càng không phát hiện ra được." Anh Đào cũng coi như là từ bỏ, lúc đi còn vỗ vai Hoắc Hạo Xuyên. Hoắc Hạo Xuyên đi tới nằm trên ghế sofa ôm lấy cơ bụng của mình, mặt mày cũng ưu tư. Phương chỉ cần cũng chuẩn bị về phòng ngủ tiếp, quay người đi về phòng. Hoắc Hạo Xuyên từ phía sau hỏi: "Tại sao cô lại giúp tôi?" Phương chỉ cần nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Tối qua tên mập không có ở đây, em ngủ rất ngon. Ngủ ngon thì tâm trạng tốt thì chân thiện mỹ, còn muốn giúp người làm niềm vui." "Có đức hạnh nhỉ?" Hoắc Hạo Xuyên cũng cười rồi nói một câu, sau đó cũng đứng dậy về phòng. Chăn mền của anh đã ấm từ lâu, liền đi tới bên giường Tạ Kinh Niên. Tạ Kinh Niên vén chăn ý bảo anh chui vào đi cho ấm, Hoắc Hạo Xuyên liền chui vào ngay. Hai tên cao to 1m88 chen chúc cho một cái chăn ngột ngạt gần chết, nhưng không ai dám hó hé gì, nhúc nhích một cái thôi là gió lùa vào. Hoắc Hạo Xuyên cũng cò cò cơ bắp của Tạ Kinh Niên, một hồi cũng ấm lên. Vừa mới bắt đầu buồn ngủ, trong lúc mơ màng nghe thấy Tạ Kinh Niên khẽ hỏi: "Hai đứa không phải 11 giờ đã về rồi hả? Anh nhớ sai sao?" Hoắc Hạo Xuyên mở mắt nhìn về phía Tạ Kinh Niên. Tạ Kinh Niên cũng cười, trông rất thèm đòn. "Mau nói điều kiện đi, em muốn ngủ." Tạ Kinh Niên cũng rất mau, lúc vào chương trình thì tương tác nhiều với anh. "Ok, mình cũng rep được ở chỗ đấy nhỉ?" Hoắc Hạo Xuyên cũng ngử một tiếng, đồng ý. Anh đang nghĩ về hiệu quả khi tương tác với Tạ Kinh Niên. Hiệu quả khác thì không biết, nhưng mà chắc chắn là đắc tội với Phương Chi Cần rồi. Thôi kệ, phải mau chóng đi ngủ, hôm nay còn phải luyện tập. Chiều hôm sau quay chương trình là buổi chiều, cho nên buổi sáng phải tranh thủ nghỉ ngơi. Vì hôm trước suýt nữa là tập luyện tới tụt huyết áp, buổi trưa anh Đầu và tài xế tới đón, thuận tiện mang theo đồ ăn. Bọn họ ăn xong thì đi tới đài truyền hình. Chỗ ngồi trong xe thương vụ cũng khá rộng rãi, Nguyên Viễn hiếm khi không dính lấy Iler, chắc là bị anh Đầu mang tới nỗi sợ rồi. Hoắc Hạo Xuyên thì vẫn ngồi ở hàng ghế phía sau, phía trước là Bin Mai Tuyết và Tạ Kinh Niên. Mọi người cũng đều cập kịch bản đọc, sợ lúc quay sẽ quên lời. Chương trình này mới làm được một năm, cũng rất đặc sắc, danh tiếng và lượt xem cũng khá tốt, nhưng mà vẫn chưa được đưa vào danh sách những chương trình hàng đầu. Tên chương trình là Từ Thủy Niên Hoa, Phòng Khách Niên Đại. Trong chương trình các khách mời sẽ cùng diễn lại những cảnh phim nổi tiếng, lần nào đoàn này cũng thu hút được nhiều người xem nhất. Bộ phim Xung Kích Đù mới ra mắt của truyền thông Ái Giản chính là một bộ phim niên đại. Nghe đồn xếp tổng cũng rất thích những bộ phim mang phong cách này, cho nên những bộ phim niên đại của truyền thông Ái Giản đều được bàn đào chất lượng, khán giả cũng rất đồng ý. Lần này lên Từ Thủy Niên Hoa, tuyên truyền cũng vừa khéo, chủ đề của chương trình giống như là đòn y đắm giày cho bộ phim. Hơn nữa, nam nữ nữ cũng rất là diễn viên thực lực trong giới, tử thần họ đã mang theo sẵn hào cảm rồi. Nếu mà so sánh thì nhóm G-League này mới ra mắt không lâu thì đã là gượng ép nhét vào. Ai nấy đều là những chàng trai hiện đại thời thượng, tên tuổi cũng không được biết tới nhiều. Nhưng mà công ty lại khá thẳng thắn, cốt chỉ là để bọn họ kế ống kính, không có ý định gì khác. Sân khấu trường quay bố trí cũng rất đẹp mắt, không lời loẹt, không diêm dúa, màu sắc còn khá là cổ. Trên màn hình lớn bật hình, rồi bối cảnh, nhân viên trong đoàn đang chuẩn bị. Trong phòng trang điểm 6 người chen chúc đều cũng đang bận tạo hình. Các diễn viên của Không Xích Đu tổng cộng có 5 người tham dự, mỗi người một phòng nghỉ, bọn họ 6 người chỉ có một phòng bé xíu. Cả khúc mở màn là tổ tiết mục chuẩn bị, vừa ra sân khấu đã bắt đầu nhảy.
Khán giả bên dưới cũng xem như là nhiệt tình, dù sao thì sáu anh đẹp trai cũng rất thu hút mắt, khung cảnh chuyển đổi ai cũng hoàn thành tốt phần diễn của mình. Đèn lớn bật sáng, MC mặc trang phục nghiền đài lên sân khấu, dùng phương thức đối thoại để bắt đầu. MC hỏi: "Phi tiên sinh, văn sĩ người người này là ai?" Tả Kinh Niên đầy mắt kính gọng vàng, sau đó kẹp một quyển sách đi tới giữa sân khấu, cúc áo sơ mi cài tới đỉnh, áo được đóng thùng gọn gàng trong quần, túi áo trước ngực còn cả một cây bút máy. Tả Kinh Niên đáp: "Tôi là giáo viên ngữ văn ở trường dành cho con của công nhân nhà máy dệt." Tả Kinh Niên, Kinh Niên trong Thử Khứ Kinh Niên, trải bấy nhiêu năm. Thử Khứ Kinh Niên là cái gì? Nguyên Viễn không biết từ đâu nhảy ra, cậu đeo một cái túi quân đội kéo ống quần, tay trái cầm mấy quả táo giòn chùi chùi vào chiếc áo thủy thủ. "Thầy ơi, đây là táo giòn hái trong sân nhà em đó, thầy ăn không?" MC hỏi. "Cậu là ai vậy?" Mặt của Nguyên Viễn ngây thơ trẻ con không thể nào nhìn ra được bộ dạng ăn chơi nồng nàn mùi rượu hai hôm trước. Cậu nhai nhóp nhép ngây ngô nói: "Em là học sinh của trường đó." Tiểu Nguyên vui vẻ. Lúc này bên Mai Tuyết xách túi lưới đựng cà mền đi tới, còn mặc một bộ đồ công nhân màu xanh đậm, vừa lên sân khấu đã đạp Nguyên Viễn mắng: "Cậu chính là Tiểu Nguyên vui vẻ đó hả? Cây táo giòn nhà tôi bị cậu vặt chui cả rồi." Dưới sân khấu mọi người cũng cười vang. Bên Mai Tuyết vốn đã hài ước sẵn, hai người truy đuổi đánh nhau trên sân khấu, Nguyên Viễn chạy một hồi thì đụng trúng người ta. Người đó mặc sơ mi quần đen dạ, giày da sáng bóng, tóc được chải chuốt, vừa nhìn đã biết không đúng cùng giai cấp. Hoắc Học Xuyên bực bội nói: "Chạy không nhìn được hả? Vé xem phim của tôi rớt mất rồi này." "Có cái vé xem phim cũng không cầm được, anh lợi hại thật đó." Bên Mai Tuyết nhặt hai tấm vé lên, còn chưa kịp xem đã bị Hoắc Học Xuyên giục lấy. Còn ông cháu trà Hoắc Học Xuyên vừa kiêu ngạo vừa phô trương, chân dài sải bước tới bên cạnh MC nữ, nắm lấy tay cô nói: "Em yêu, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta xem xong thì đi ăn bít tết." MC nữ thì đáp: "Nghe nói nam chính là con lai, em chưa từng thấy con lai như thế nào." Những người đã xuất hiện đều đứng dạt ra hai bên, tạo ra một lối đi. Lúc này đèn đột nhiên tối đi, Dealer xuất hiện dưới màn hình, sau đó đi chậm chậm về phía khán giả. Không cần nghi ngờ, cậu ta chắc chắn là sắm vai nam chính của bộ phim. Kết thúc phải cầu tử bạch trên màn hình chuyển sang ca khúc cuối phim chính là Nhân Quả Tháng 6, ca khúc ra mắt của bọn họ, nhưng mà đã được thay đổi một chút. Tiếng đàn du dương, Phương chỉ cần xách một chiếc đàn, rồi ngồi trước ngực xuất hiện. Tóc cậu được trải xuân, nụ cười ấm áp, ngón tay thon dài ấn qua lại trên phím đàn. Tuy rằng chỉ là diễn nhưng mà lại rất vui tai, vui mắt, nhưng vừa diễn thì đã biết cốt kén của đoàn văn nghệ. Sáu người lại biểu diễn ca khúc một lần nữa, khán giả cũng sôi động và nhiệt tình hơn. Cho dù ban đầu không biết bọn họ thì bây giờ cũng đã ghi nhớ được một chút rồi. Âm nhạc dừng lại, ánh đèn được bật sáng. Tiểu Nguyên vui vẻ còn đang cười ngây ngô, cười xong lại nhét một quả táo vào miệng. Bên Mai Tuyết ở bên cạnh nói: "Đừng ăn nữa, là táo của nhà tôi mà." Tiếng cười dưới khán đài cũng không dứt, những người khác cũng cười theo. Nguyên Viễn không quên trách nhiệm hàng đầu của mình, cậu đi lướt qua Phương Chi Cần, đưa táo cho Y Lơ còn nói theo: "Thần tượng trong lòng của em thích nhất là xem phim của anh, ăn táo đi, ăn táo đi." Phương Chi Cần kẹp ở giữa đương nhiên là bị máy quay chiếu tới, cậu vẫn mỉm cười lùi lại một bước, từ lúc lên sân khấu tới giờ vẫn chưa được nói câu nào, vải của cậu cũng không có thoải. Bên chỗ Nguyên Viễn là Hoắc Học Xuyên, cậu muốn dịch một bước sang. Đúng lúc Hoắc Học Xuyên quay đầu, bọn họ đối mắt nhìn nhau. Cậu nghĩ Hoắc Học Xuyên trước là hiểu ý, ai ngờ đâu cậu còn chưa kịp nhấc chân, Hoắc Học Xuyên đã vô tư đi tới bên cạnh Tả Kinh Niên. Không phải đã đồng ý rồi sao? Hơn nữa cậu còn nói dối trước mặt người đại diện vì Hoắc Học Xuyên. Phương Chi Cần vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng tầm mắt lại hướng về phía khán giả. Cậu nghĩ, biến mẹ anh đi, ai thèm, dù sao ông đây cũng đẹp trai nhất. Phần đoàn được yêu thích trong Tử Thủy Niên Hoa chính là đoàn diễn kịch, bởi vì bình thường những khách mời tới tuyên truyền đều là diễn viên trong các bộ phim sắp ra mắt. Họ đóng những vai này đều không tốn sức, hơn nữa cũng còn rất đặc sắc.
Vốn dĩ nhóm không được sắp xếp vào phần đoạn này vì trọng điểm của chương trình là tổ phim Xung Không Kích Không Xích Đu sẽ xuất hiện sau đó. Nhưng mà công ty có xin với ekip quay chương trình vất vả lắm mới cho họ lên phần đoạn này. Anh nói xem có phải là họ muốn xem kỹ năng diễn xuất của chúng ta không? Ỷ Lờ cũng thừa dịp giảm trang điểm thì ăn thêm vừa ăn vừa hỏi. Nguyên Viễn vẫn còn đeo túi quân đội vô tư nói. Chúng ta mới ra mắt có nửa tháng, xem diễn xuất bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Với lại nếu như vậy đi nữa thì tức là muốn để chúng ta bắt đầu đóng phim, về lập nhóm nhạc để làm gì, bồi dưỡng chúng ta để làm diễn viên cho rồi. Ỷ Lờ cũng gật đầu. Có lý, phải em ăn thêm trái chuối nữa. Biển Mài Tuyết vứt kịch bản nhào dành cho Ỷ Lờ, thẳng thắn lục quần áo Ỷ Lờ nói. Có phải em còn sô-cô-la nữa đúng không? Cho anh một viên đi. Quay xong phải anh mời em ăn một bữa thịt sàn. Phòng nghỉ không lớn nhưng nhét 6 con người, nếu như không phải ngồi an phận chắc thì sẽ loạn cào cào lên hết. Phương chỉ cần giảm trang điểm xong nhìn thời gian, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Khẩu Xuyên đợi 4-5 giây sau cũng đi ra, đi thẳng tới phòng vệ sinh, anh đứng trước gương rửa tay. Phương chỉ cần giải quyết xong ra thì liền nhìn thấy anh. Hai người nhìn nhau qua gương, nhưng mà đều không nói gì. Hoắc Khẩu Xuyên rửa xong rồi, cố ý vẩy tay, vẩy văng nước lên cằm Phương Cẩn Chi rồi còn hỏi, giận rồi hả? Phương chỉ cần cũng không đáp, từ lau sạch cằm. Lúc nãy mở mic hát cũng ổn đấy, lát nữa cứ tiếp tục cố gắng. Hoắc Khẩu Xuyên vẫn chưa xong, anh tự lau cho mình đi. Phương chỉ cần đáp một câu, chuẩn bị quay về. Cậu vừa quay người, Hoắc Khẩu Xuyên đột ngột lại vẩy nước trúng mặt cậu. Hoắc Khẩu Xuyên cuối cùng cũng chịu lau tay rồi nói, cậu khờ vậy, cũng không phải là chuyện chỉ có hai chúng ta biết. Phương chỉ cần giờ mới xem như là hiểu, cậu giúp Hoắc Khẩu Xuyên nói dối trước mặt người đại diện, nhưng mà thực sự thì còn có Tạ Kinh Niên biết. Nếu như Tạ Kinh Niên vạch trần bọn họ, cậu sẽ bị phạt nặng hơn cả Hoắc Khẩu Xuyên. Hoắc Khẩu Xuyên ở trên sân khấu thay đổi như vậy, xem ra cũng là vì chuyện này, dù sao cũng bị bắt thóp rồi. Tuy rằng cậu đã hiểu, nhưng vẫn còn hơi bực bội. Anh cũng rất được yêu thích đấy nhỉ, một người thận trọng như Tạ Kinh Niên sao mà mù quáng thế chứ. Hoắc Khẩu Xuyên cũng cười, muốn tự tan với tôi đều là mù quáng, vậy không phải cậu cũng mù quáng sao? Phương chỉ cần hết đường chối. Ỷ Lờ Nguyên Viễn dính lấy nhau, Tạ Kinh Niên xem thường em, tên mập thì em thấy phiền chỉ còn lại mỗi anh thôi. Cậu nói cũng rất chân thật, chỉ thiếu thở dài một hơi. Tùy anh vậy, em đi học thoại đấy. Học cho tốt. Hoắc Khẩu Xuyên đi phía sau. Tiểu Nguyên nói một đằng là một nẻo, tối qua 2 giờ hơn tôi còn thấy cậu ta học thoại ở ban công, tên nhóc đó chắc chắn thuộc phái hành động. Phương chỉ cần cũng rất kinh ngạc, như là không ngờ tới. Bọn họ đi về phòng nghỉ, ba người kia trải giấy đóng gói đầy bàn. Cậu ngồi xuống ghế chuẩn bị tập luyện lại lần nữa. Thật ra tối qua cậu ở trong phòng luyện tới hơn 3 giờ sáng. Dù sao Biển Mài Tuyết cũng đã ngủ thì trời sập cũng không tỉnh. Mấy người bọn họ cũng rất buồn cười. Rời khỏi máy quay rồi nhưng ai cũng biết diễn. Lúc thực sự phải diễn thì lại lúng túng đủ kiểu. Sân khấu đã bố trí xong rồi. Ngoài trừ Biển Mài Tuyết và Ỷ Lờ, tạo hình của những người khác đều không đổi. Vai diễn cũng là như vừa nãy. Hoắc Khẩu Xuyên ngồi trong xe hơi làm bằng bì kết tông, hai cái chân dài gập mỏi nhừ. Cuối cùng cũng có người kéo chiếc xe di chuyển sang một bên. Anh xuống xe rất ngầu, trong tay còn cầm một cành hoa hồng. Biển Mài Tuyết vẫn mặc bộ quần áo lao động đó, vẫn là cái túi lưới và cả mên cơm, nhưng mà có buộc thêm một chiếc khăn lụa, còn có một bộ tóc giả thướt tha. Cổ cậu ta vốn dĩ đã ngắn rồi, lần này thì càng không thấy cổ đâu. Cậu ta cũng chậm chậm đi tới. Sau khi đi tới trước mặt Hoắc Khẩu Xuyên, liền nở một nụ cười. Kéo theo mỡ thịt béo trên mặt, Biển Mài Tuyết vẫn chưa nói gì. Người nhân viên mà MC thủ vai từ một bên đi ngang qua nói, người theo đuổi hoa khôi của xưởng chúng ta nhiều thật đấy, khi nào mới tới lượt tôi đây? Kiếp sau cũng không tới lượt âm đâu. Biển Mài Tuyết còn nói mát, nói xong thì nhìn về phía Hoắc Khẩu Xuyên tự đổi giọng. Khẩu Xuyên, anh tới đây đón em sao? Hoắc Khẩu Xuyên dịu dàng trả lời, chúng ta tới cửa hàng bách hóa mua quà sinh nhật cho em. Lúc này Nguyên Viễn lại nhảy ra túm cánh tay của Biển Mài Tuyết bắt đầu quậy. Chị tan tầm rồi còn không về nhà,
Thầy Tạ bảo em gọi phụ huynh chỉ phải đi với em. Bên bài tuyết đá nguyên phiến ra bực bội nói, mày là ăn trứng ngỗng hay là làm vỡ kính học hả? Sao mà lật tẩy người ta thế? Nguyên phiến ngã ra sàn, tư thế còn rất là màu, gối đầu lên cái túi quân đội không thèm dậy luôn. Chị, đây là cái tên nhà giàu chị kể đó hả? Tặng hoa hồng vừa nhìn đã biết là luận điệu của mấy tên tiểu tư sản, đừng có lấy. Bình bài tuyết bà phần thèn thùng mày phần lúng túng, nói với Hoắc Học Xuyên, hay là hôm khác đi, em phải về dạy lại thằng nhóc này. Vậy em không được nuốt lời đâu đó, hôm khác anh sẽ tới đón em. Hoắc Học Xuyên nhìn cơn buồn nôn đứng nửa ngày trời, nói thoại xong thì liền xoay người lên xe, lại gập chân ngồi sang một bên, sau đó xuống xe vẫn là bộ dạng đó. Tay cầm hoa hồng, ánh mắt thâm tình, lúc này y lơ mà trên một chiếc đầm xuất hiện, tóc uốn lượn sóng, nếu không phải là cơ bắp quá đồ sộ thì thực sự không thể phân biệt ra là nam hay nữ. Phương Chỉ Cần và Tạ Kinh Niên vẫn chưa xuất hiện, còn đang đợi ở sau cánh gà. Nhìn mấy người kia lên sân khấu biểu diễn, Tạ Kinh Niên thì không quá xem trọng. Kể từ lúc không cho hắn hát ca khúc cuối phim thì hắn đã bắt đầu lười biếng rồi. Phương Chỉ Cần nhầm độc thoại, cậu thì khác, Tạ Kinh Niên hát tốt có thể ăn được bát cơm ca sĩ này, nhưng cậu thì không, nên cậu phải cố gắng nhiều hơn người khác. Sáu vai diễn này đều nằm trong khung xích đô, Hoắc Hảo Xuyên thủ vai nam chính là con cháu của cán bộ cấp cao, Biển Mài Tuyết sắm vai hoa khôi của xưởng là nữ chính, đóng cảnh kịch này của bọn họ là để tiếp dẫn cho nhóm diễn viên ra. Quay chương trình xong đã 5 giờ hơn, anh đầu sắp xếp cho bọn họ ăn cùng với các diễn viên, cho nên chỉ có thể đợi các diễn viên quay xong. Đợi tất cả kết thúc thì cũng đã gần 9 giờ. Trong phòng ăn riêng có 2 bàn, bọn họ ngồi riêng một bàn, MC đạo diễn chương trình và các diễn viên ngồi bàn khác. Bọn họ đi qua mời rượu nịnh nọt là được rồi. Nguyễn Viễn và Biên Mai Tuyết đều hết sức phấn khích, vì nhìn từ góc độ khán giả thì hôm nay hai người bọn họ xuất sắc nhất, cũng nổi bật nhất. Hoắc Học Xuyên là trưởng nhóm đương nhiên không thể già chết, đi kính rượu một vòng uống tới xanh mặt. Cơm nọ rượu say về ký túc xá, Biên Mai Tuyết uống khá nhiều nằm xuống là ngủ ngay. Nguyễn Viễn cũng hơi chóng mặt, chùi tọt vào trong phòng của Hoắc Học Xuyên bán lấy giường, Tạ Kinh Niên không chịu đi. Tạ Kinh Niên cũng thấy phiền, bước về phòng cọ mà ngủ đi, cười hành hạch với tôi làm gì? Nguyễn Viễn cỏ chăn, thầy Tạ, em vừa mới ăn trứng ngỗng đúng không? Vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trình độ dạy học của thầy đã tụt dốc, suốt ngày kèm cuốn sách đi ngây ngang ngoài đường, sợ người ta không biết thầy là phần tử trí thức hả? Tạ Kinh Niên cũng trở mình. Diễn nghiện luôn rồi hả? Nhiều đất diễn tốt lắm phải không? Đương nhiên rồi. Nguyễn Viễn vẫn loàn choàng đứng dậy đi ra ngoài. Thầy Tạ buồn ngủ rồi, vậy thầy Tạ ngủ ngon nha. Em cũng về ngủ sớm đây, 7 giờ sáng mai còn phải chào cờ nữa. Hoắc Học Xuyên cũng tắm xong đi ra tiện tay tắt đèn phòng khách và phòng ăn, sau đó về phòng ngủ nằm xuống lấy điện thoại ra. Anh tìm kiếm tên nhóm, phát hiện tin tức vẫn là mấy ngày trước, không có liên quan tới chương trình lần này. Rồi lại tìm kiếm tên chương trình, hầu hết đều là về tuyên truyền khung xích đu. Trên quầy bầu của chương trình cũng không nhắc tới bọn họ. Sau đó số điện thoại hết pin, anh mới nhớ ra là đồ sạc nằm trong túi. Xuống giường ra sofa vòng khách lấy túi, xung quanh tối thui cũng không dám đi nhanh. Khi đi đến trước sofa, cúi người lò mò có cảm giác vừa trơn vừa ấm. Hề đó, ai ở đây vậy, giật cả mình. Phương Chỉ Cần trên sofa phát ra tiếng. Nửa đêm anh ra đây sợ mà đây làm gì, biến thái hả? Tôi tìm vừa sạc pin, cậu vứt tối của tôi đi đâu rồi? Hoắc Học Xuyên dịch một bước đá trúng túi của mình, nhặt lên lục kiếm đồ sạc. Cậu ngủ trên sofa hả? Phương Chỉ Cần cuống cuộn mình lại. Tên mập gáy to quá, còn nồng nặc mùi rượu. Hoắc Học Xuyên cũng hả hê cười một tiếng, cười sau cầm đồ sạc chuẩn bị về phòng. Đi được mấy bước lại dừng chân, sau đó đi thẳng tới ban công đóng cửa lại. Nếu không thì ban công phòng khách đêm nay sẽ rất lạnh. Cửa phòng ngủ cũng mở toang. Anh đi tới cửa chợt nghe thấy tiếng động, hình như là Tạ Kinh Niên đang chửi tục. Trong bóng tối không thấy được gì, còn mở đèn lên suýt chút nữa giật bắn người. Nguyên Viễn mặc áo ba lỗ và quần đùi nằm trên người Tạ Kinh Niên, chắc là mượn rượu làm càn, còn nắm lấy chân của Tạ Kinh Niên gào.
Thầy Tạ ơi, em muốn đạt danh hiệu người tiên phong Hồng Kỳ 8 tháng 3, còn muốn diễn thuyết dưới quốc kỳ. Người tiên phong Hồng Kỳ 8 tháng 3 là một danh hiệu để biểu dương những người phụ nữ có thành quả lao động vĩ đại của đất nước. Huấn con mẹ cậu, Tạ Kình Niên nhìn về phía Hóc Hảo Duyên. Bạn Hiền, giúp anh bắt cậu ta ra đi. Thầy Tạ, bút máy của thầy hiệu Hero phải không? Mẹ em nói hiện Hero rất dễ dùng, thầy cho em thi 100 điểm. Em sẽ tặng thầy một cây hiệu Hero. Anh rể tương lai của em là con của cán bộ cao cấp, nhiều tiền lắm á. Hoắc Học Xuyên nghĩ cái người anh rể này là đang chỉ anh cũng hơi bực bội. Cửa sổ ban công đóng lại rồi, phòng khách cũng yên tĩnh không có gió. Phương chỉ cần dựa vào sofa co lại thành một cục, mặt cũng vùi vào trong chăn, mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Nhắm mắt lại gần ngủ tới nơi, sau ót bị chọc một cái. Ai vậy? Vẫn là tôi. Lần này thì tới lấy dây sạc hả? Hoắc Khẩu Xuyên đã túm lấy chân của cậu. Xích qua cho nằm chung cái đi.